Chào các bạn, chào các em thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học bài số 1 của chương số 1 về khái niệm cân bằng hóa học. Mục tiêu bài này chúng ta cần nắm trình bày khái niệm phản ứng thuận nghịch và trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch. Chúng ta viết được biểu thức hằng số cân bằng KC của phản ứng thuận nghịch và thực hiện hai thí nghiệm nghiên cứu về ảnh hưởng của nhiệt độ đến dịch chuyển cân bằng của phản ứng số 1 và phản ứng số 2. Vận dụng được nguyên lý dịch chuyển cân bằng của Le Chatelier để giải thích ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ áp suất đến cân bằng hóa học. Các em biết rằng trong các phản ứng hóa học á, thì có một loại phản ứng trong đó các sản phẩm á, nó có thể phản ứng được với nhau trong cùng điều kiện. Vì thế nó tạo thành chất đầu. Vì thế mà cái phản ứng này nó không hoàn toàn, do đó hiệu suất của phản ứng không cao. Ví dụ như phản ứng tổng hợp ammoniac từ cái phân xưởng dây chuyền sản xuất ammoniac trong công nghiệp là NH3 đó nha. Nó là nguyên liệu để sản xuất phân đạm, ure rồi đó. Và cái phản ứng này á, được gọi là phản ứng thuận nghịch. Vì thế hiệu suất của phản ứng tạo ammoniac không cao. Do đó để tăng hiệu suất của phản ứng này á, thì người ta phải điều chỉnh những cái điều kiện ban đầu như là nhiệt độ, áp suất và nồng độ như thế nào để tăng hiệu suất của phản ứng điều chế ammoniac này. Thì chúng ta đi vào bài học. 1. Thế nào là phản ứng một chiều, phản ứng thuận nghịch và cân bằng hóa học? 1. Là nói đến phản ứng một chiều. Phản ứng một chiều. Thì cái phản ứng một chiều là một phản ứng nó chỉ đi theo một chiều từ chất tham gia. Chất tham gia. Chất tham gia này có thể là hai hoặc nhiều chất, hoặc là có thể phân hủy cũng có nữa ha. Chất tham gia này, chất tham gia nó tạo thành sản phẩm theo một mũi tên một chiều hướng từ trái sang phải thôi. Chất tham gia tạo thành chất sản phẩm. Thì trong cùng điều kiện á, thì chất sản phẩm nó sẽ không tác dụng với nhau để sinh ra chất tham gia. Nha. Trong cùng điều kiện thì các chất sản phẩm phải không phản ứng với nhau. Trong cùng điều kiện. Các sản phẩm không phản ứng với nhau. Thầy lấy ví dụ như là một cái phản ứng các em đã học như là nhiệt phân KClO3. Khi nó phân hủy á, nó tạo thành KCl cộng oxy. Trong điều kiện này thì KCl và oxy sẽ không phản ứng với nhau để tạo thành KClO3. Đó, thì đây gọi là phản ứng một chiều. Thầy lấy ví dụ số 2 hoặc là từ thuốc tím KMNO4. Khi nó phân hủy, nó cho ra là K2MNO4 cộng cho MNO2 cộng oxy. Cũng trong cùng điều kiện này thì các chất này không phản ứng với nhau. Đây là gọi là phản ứng một chiều. Hoặc là những cái phản ứng điều chế hydro, ví dụ như kim loại sắt cộng HCl, thì sản phẩm thu được chính là sắt Cl2 cộng hydro. Và trong cùng điều kiện này thì hai cái sản phẩm này nó không tác dụng với nhau để sinh ra hai chất đầu. Đây là một số ví dụ về phản ứng thuận nghịch. Thầy lấy về phản ứng này điều chế oxy trong phòng thí nghiệm và phản ứng điều chế hydro trong phòng thí nghiệm. Vân vân, rất là nhiều nha. Đó là phản ứng một chiều. Nó biểu diễn bằng cái mũi tên một chiều hướng từ chất tham gia sang chất sản phẩm nha các em. Dựa vào cái phương trình hóa học của phản ứng điều chế oxy từ KMNO4 là thuốc tím á, kali permanganat, em hãy cho biết phản ứng có xảy ra theo chiều ngược lại không? Vì nó là phản ứng một chiều nên nó sẽ không xảy ra theo chiều ngược lại. Các em viết cái phương trình hóa học của phản ứng của một số phản ứng một chiều mà em biết. Ở đây thầy có thể bổ sung thêm hai phản ứng này. Các em có thể viết thêm vào. Thầy chưa cân bằng nha, chúng ta cân bằng phản ứng này. Hoặc là cái phản ứng mà điều chế phản ứng là điện phân á các em, nước á, nước điện phân dung dịch, điện phân nước để thu được hydro và oxy. Cái này các em đọc ở lớp 8 rồi nè, không? Cũng là phản ứng một chiều. Tiếp theo là chúng ta tìm hiểu về cái phản ứng thuận nghịch.
Thì phản ứng thuận nghịch là nếu mà trong một điều kiện xác định đó, thì phản ứng sẽ xảy ra hai chiều. Nghĩa là chất tham gia hình thành sản phẩm và các chất sản phẩm lại tác dụng với nhau để tạo thành chất ban đầu. Thì phản ứng như vậy gọi là phản ứng hai chiều, là phản ứng thuận nghịch. Và phản ứng này nó sẽ không xảy ra hoàn toàn, nghĩa là không có chất nào hết cả. Nó không phải như phản ứng một chiều. Nghĩa là phản ứng một chiều là phản ứng khi mà một trong hai chất tham gia mà nó hết hoặc là cả hai đều hết thì nó dừng lại. Còn phản ứng này là phản ứng thuận nghịch, là cái chất sẽ không bao giờ hết nha. Nghĩa là đến khi mà trạng thái cân bằng được thiết lập thì thôi, thì nó vẫn là diễn ra, nó vẫn diễn ra cái phản ứng nha. Chút nữa thầy sẽ nói về cái trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch. Thì phản ứng thuận nghịch các em thấy là nó có mũi tên hai chiều. Mũi tên từ chiều chất tham gia qua sản phẩm là mũi tên hướng từ trái sang phải là chiều của phản ứng thuận. Các em nhớ là cái này là thuận nha. Mũi tên ở trên là thuận. Còn phía dưới này là nghịch. Chưa? Đó. Nghịch. Vậy là trong điều kiện xác định phản ứng xảy ra hai chiều trái ngược nhau. À, trong cùng một điều kiện. Trong cùng một điều kiện. Phản ứng xảy ra hai chiều. Ra theo hai chiều. Hai chiều trái ngược nhau. Được chưa? Nhớ là chiều thuận á là chiều từ trái sang phải, và chiều nghịch là chiều từ phải sang trái. Nhớ nha. Đây là phản ứng của nước clo. Clo tác dụng với nước tạo thành HCl và HClO. Phản ứng này lớp 9 chúng ta đã học rồi. Phản ứng này khi chúng ta nhúng giấy bị tím vào nước clo thì giấy bị tím bị chuyển thành màu đỏ, sau đó bị mất màu ngay. Màu đỏ là do có tính axit. Màu đỏ sau đó mất màu ngay là do có gốc HClO nè. Nó sẽ tẩy màu, do đó nó sẽ làm mất màu. Ha. Mất màu ngay là do có ClO có tính tẩy màu. Phản ứng clo 2 tác dụng với nước có đặc điểm gì khác với phản ứng nhiệt phân thuốc tím? Thì rõ ràng nó là phản ứng thuận nghịch. Nó là một phản ứng thuận nghịch. Diễn ra hai chiều. Còn phản ứng nhiệt phân thuốc tím là phản ứng một chiều nha. Trên thực tế có phản ứng sau: nước cộng oxy cho ra H2O, nước cộng oxy cho ra H2O với điều kiện nhiệt độ, đây là bơm khinh khí đó, với tỷ lệ thể tích 2:1 thì lúc này nó sẽ tạo ra phản ứng nổ. Còn phản ứng này là phản ứng điện phân nước cho ra hydro và oxy. Vậy nếu chúng ta ghép lại, chúng ta biết phản ứng là H2 cộng oxy cho ra hai nước được hay không? Tại sao? Các em trả lời là không được nha. Không được. Vì các em thấy rằng hai cái phản ứng 1 và phản ứng 2 xảy ra ở hai điều kiện khác nhau. Một cái phản ứng là điều kiện với nhiệt độ, một phản ứng thứ hai là phản ứng với điều kiện là điện phân. Điện phân ở đây là phải có cái điện cực để tách hydro và oxy ra, trong nước ra. Vậy là không nha, vì nó phản ứng 1 và 2 xảy ra ở hai điều kiện khác nhau. Phản ứng 1 và 2 xảy ra ở hai điều kiện khác nhau. Hay là hai phản ứng này nó không xảy ra trong cùng một điều kiện thì không được xem là phản ứng thuận nghịch, không được viết như thế này, viết riêng hẳn ra. Tại vì phản ứng thuận nghịch chỉ xảy ra trong cùng điều kiện thôi. Em chú ý nha. Rồi. Chúng ta đi qua tiếp theo là trạng thái cân bằng của phản ứng thuận nghịch. 3. Trạng thái cân bằng của cái phản ứng thuận nghịch. Thì các em nhìn vào cái phản ứng của nitơ cộng hydro cho ra ammoniac. Đây là một phản ứng thuận nghịch với điều kiện nhiệt độ, xúc tác và áp suất. Thì các em nhìn vào cái đồ thị, một cái trục đứng là trục nồng độ, nồng độ mol trên lít á. Còn trục thứ hai là trục thời gian. Đồ thị biểu diễn nồng độ chất theo thời gian,
Còn hình 1.3 là đồ thị biểu diễn tốc độ, phản ứng thuận và phản ứng nghịch theo thời gian. Bây giờ các em quan sát hình 1.1, chúng ta nhận xét sự biến thiên nồng độ của chất trong hệ phản ứng theo thời gian. Bây giờ sự biến thiên nồng độ ở đây là gì? Đầu tiên, các em thấy rằng ở trong đây nó có ba cái đường là ứng với ba chất này. Thì nồng độ của cái hydro giảm dần theo thời gian. Nồng độ hydro sẽ giảm dần theo thời gian. Biến thiên nồng độ là gì? Nghĩa là cái delta, nghĩa là cái delta C đó chia cho delta T thì người ta gọi là biến thiên nồng độ. Nha, biến thiên nồng độ này là giảm nha. Này là giảm, biến thiên nồng độ của hydro theo thời gian là giảm. Nha, giảm xuống nha anh ha. Nhưng mà đến một lúc á thì nó sẽ là nồng độ sẽ không đổi nha. Đến một lúc thì nồng độ sẽ không đổi đối với hydro đó. Vậy là cái biến thiên nồng độ của hydro sẽ giảm dần đến một thời điểm nào đó là T0 chẳng hạn. Thì lúc này nồng độ của hydro sẽ không giảm nữa. Tương tự đối với trường hợp là nitơ cũng giảm. Nồng độ của nitơ cũng giảm theo thời gian. Nhưng đến một thời điểm cũng là T0 thì nồng độ của hydro sẽ không giảm nữa. Tương tự lúc này sản phẩm lại tăng lên. Nghĩa là biến thiên nồng độ của NH3 sẽ tăng lên. Tăng lên đến khi mà đến một thời điểm T0 thì cái nồng độ NH3 sẽ không tăng nữa theo thời gian. Lúc này là trạng thái cân bằng được thiết lập ngay tại thời điểm T0. Thời điểm T0 này là cái thời điểm mà xảy ra cân bằng hóa học. Xảy ra cân bằng hóa học. Thì cái sự biến thiên nồng độ này chính là tốc độ ha, sự biến thiên nồng độ này chính là tốc độ. Thì các em thấy rằng đối với phản ứng thuận từ trái qua phải, phản ứng thuận từ trái qua phải, từ trái qua phải thì các em thấy rằng tốc độ phản ứng thuận bị giảm xuống. Nó đường đó là cái đường đi xuống là đường nghịch biến. Tại vì các em biết rằng tốc độ phản ứng thuận á nó bằng trừ biến thiên nồng độ là delta C của chất tham gia đó, delta C của tính theo hydro hoặc nitơ sẽ giảm. Nên cái dấu trừ này các em mới đi xuống là do đường nghịch biến. Biến thiên nồng độ của chất của phản ứng thuận á, tốc độ phản ứng thuận sẽ giảm xuống. Và tốc độ phản ứng nghịch lúc này tăng lên tại vì nồng độ NH3 sẽ tăng lên. Này là tham gia đi. Này là sản phẩm. Tốc độ phản ứng nghịch. Thì nó sẽ là tăng lên. Tăng lên đến một cái thời điểm là T0 nào đó. Đúng không? Thì lúc này tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. Thì lúc này trạng thái cân bằng được thiết lập. Mà tốc độ phản ứng á, các em đã học rồi. Các em có thể tính theo cái chất tham gia hoặc là tính theo chất sản phẩm. Nếu mà tính theo chất tham gia thì có dấu trừ đằng trước nha. Còn tính theo chất sản phẩm thì các em đã biết rồi. Bằng delta C của sản phẩm nào đó chia delta T. Và các em chú ý này, khi mà trạng thái cân bằng đã được thiết lập rồi đó thì lúc này vẫn có tốc độ của phản ứng thuận nó bằng tốc độ phản ứng nghịch, nghĩa là vẫn có tốc độ, nghĩa là phản ứng vẫn tiếp tục diễn ra, nhưng mà diễn ra với tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch nha, tại vì chỗ này nó khác không mà, nó đâu có dừng lại đâu đó. Do đó cái trạng thái cân bằng này, cân bằng hóa học là một trạng thái cân bằng động. Các em đọc chỗ này các em để ý này, cân bằng hóa học là một cái cân bằng động, nó là một cân bằng động. Tại vì ở trạng thái cân bằng á thì phản ứng thuận và phản ứng nghịch vẫn xảy ra, nhưng mà nó xảy ra với điều kiện là tốc độ phản ứng thuận nó bằng tốc độ phản ứng nghịch, nghĩa là tốc độ biến thiên nồng độ của phản ứng thuận và biến thiên nồng độ phản ứng nghịch cân bằng nhau thôi, nó vẫn xảy ra phản ứng nha, chứ không phải là dừng lại. Tại vì chỗ này nó khác không, vẫn có sự biến thiên về nồng độ. Chúng ta nói về hằng số cân bằng. Khi mà cái phản ứng cân bằng á, phản ứng thuận nghịch mà cân bằng ở trạng thái thiết lập thì chúng ta có một cái hằng số đặc trưng, đó là hằng số cân bằng. Hằng số cân bằng người ta kêu là KC. Hằng số cân bằng thì viết tắt nha, đó là KC. Chúng ta xét một cái cân bằng hóa học sau. Khi mà NO2 cho ra N2O, đây là phản ứng cân bằng được thiết lập rồi đó. Và người ta sẽ tiến hành thí nghiệm và đo đạt ở 5 cái thí nghiệm. Thí nghiệm 1.
là người ta cho nồng độ ban đầu của nồng độ NO2 là chưa có và N2O4 là bằng nhiêu đây. Sau khi mà trạng thái nó diễn ra phản ứng á, trạng thái cân bằng được thiết lập rồi đó, thì lúc này người ta đo được cái nồng độ của NO2 là nhiêu đây và nồng độ N2O là nhiêu đây. Tương tự ở thí nghiệm 2, người ta điều chỉnh nồng độ của NO2 là nhiêu đây, nồng độ N2O4 là nhiêu đây. Sau khi mà nó xảy ra phản ứng á, thì cân bằng được thiết lập nó sẽ biểu diễn, nó đo được ở đây. Tương tự cho những thí nghiệm sau thì người ta yêu cầu mình sử dụng cái bảng này. Chúng ta lập tính giá trị của biểu thức là cái nồng độ của N2O4 chia cho nồng độ NO2 bình phương nha. Người ta kêu mình tính như vậy. Thì khi em tính á, bây giờ mình tính nè. Đầu tiên các em lấy cái này là 0,643 trên cho là 0,0547 bình phương. Đấy. Mình ra được 214. KC của nó là bằng 214,9 đi. Tương tự các em tính ở dưới là không phẩy không bốn năm bảy, còn phía trên là 0,4480, tính ra vẫn là 214,5. Đấy, tương tự các em tính ở dưới cũng vậy, cái con số nó cũng là khoảng 214, gì đó, nghĩa là cái hằng số cân bằng KC này nó chỉ phụ thuộc vào cái nhiệt độ đang khảo sát thí nghiệm và nó phụ thuộc các bản chất của cái phản ứng đó thôi. Nên các em thấy rằng cái KC này á, nó là đại lượng đặc trưng cho cái cân bằng hóa học của một cái phản ứng ở một nhiệt độ xác định nha. Thì đây là chính là cái hằng số cân bằng của một phản ứng. Vậy khi mà một phản ứng này mà xảy ra thì cái hằng số cân bằng luôn là như thế này, dù các em có điều chỉnh cái nồng độ nó cỡ nào đi chăng nữa, điều chỉnh nồng độ có thực hiện có nhiều thí nghiệm đi chăng nữa, thì cái hằng số cân bằng luôn luôn là một con số như thế này. Còn kết quả nó có sự sai lệch một ít đó, là do sai số của quá trình đo đạt thôi. Nhận xét giá trị thu được từ các thí nghiệm khác nhau, nghĩa là giá trị hằng số KC nó coi như là bằng nhau ở các thí nghiệm là bằng nhau. Một cách tổng quát hóa thì các em thấy rằng á, nếu mà một cái phản ứng thù nghịch có dạng như sau, chất A cộng với chất B cho ra C và D và ngược lại với hệ số cân bằng A nhỏ, B nhỏ, C nhỏ, D nhỏ, khi chúng ta làm chúng ta cân bằng đây nha. Khi đó chúng ta sẽ có cái công thức hằng số cân bằng KC được tính như sau. Các em tính là tích nồng độ tham gia với số mũ thích hợp. Số mũ ở đây là một hệ số cân bằng luôn. Nồng độ C nhân cho số mũ. Tương tự nồng độ D nhân số mũ. Chia cho, tương tự cho ở chất tham gia. Nhớ là cái ngọc vuông này là nồng độ nha các em. Nồng độ của chất C mũ lên là mũ ứng với cái hệ số cân bằng á. Các em chú ý, đây là áp dụng với nồng độ của chất tan trong dung dịch. Được chưa? Chất tan hoặc là có thể dùng cho chất khí. Còn chất rắn không xuất hiện trong biểu thức. Các em chú ý cái điều này. Chất rắn không xuất hiện, nghĩa là chỗ nào mà nó là chất rắn thì các em thay nó bằng số 1. Em hình dung không? Thay nó bằng số 1 nghĩa là nó mất đi á, nó là coi như nó là số 1. Chất rắn coi như là nồng độ của chất rắn đi, ghi chất rắn ở đây. Mũ bao nhiêu đó là mũ x thì bằng 1. Nếu là chất rắn, các em chú ý nha, bằng 1 thay bằng số 1. Thì trong phản ứng thuận nghịch, hằng số cân bằng KC của phản ứng nó chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ và cái bản chất của phản ứng đó thôi nha các em. Tại mỗi phản ứng nó sẽ có một cái KC khác nhau. Bây giờ mình hãy viết biểu thức tính tốc độ phản ứng thuận và tốc độ phản ứng nghịch của phản ứng thuận nghịch sau. Biết phản ứng thuận và phản ứng nghịch đều là phản ứng đơn giản. Sau đó chúng ta lập tỷ lệ giữa hằng số tốc độ phản ứng thuận và hằng số tốc độ phản ứng nghịch. Chúng ta ở trạng thái cân bằng. Thì đầu tiên các em viết cho thầy cái tốc độ phản ứng thuận trước ha. Tốc độ phản ứng thuận này, A cộng B ra C cộng D. Là thầy ghi là VT là tốc độ phản ứng thuận. Nó sẽ bằng hằng số cân bằng
xin lỗi, nó bằng k là hằng số tốc độ nhé, nhân cho nồng độ chất A, mình học ở lớp 10 rồi đúng không? Xong số mũ thích hợp là mũ A, nhân cho nồng độ chất B với một số mũ là B. Tương tự là tốc độ phản ứng nghịch, là nghĩa là phản ứng C cộng D cho ra B cộng A đó, thì bằng hằng số cân bằng. K này thầy ghi là K thuận, cái này là K nghịch. Thì lúc này nó sẽ là gì? C mũ C nhân D mũ D. Mà khi mà trạng thái cân bằng được thiết lập rồi đó, khi mà có cân bằng đó, mà khi cân bằng thì mình sẽ có được tốc độ phản ứng thuận nó bằng tốc độ phản ứng nghịch. Đây thì tương đương, hai cái vế này bằng nhau. Hai cái vế là bằng nhau thì mình lập tỷ số, để yêu cầu là lập tỷ lệ giữa hằng số tốc độ thuận. Hằng số tốc độ thuận là K thuận trên cho K nghịch bằng K thuận thì đang nhân cho mớ này, nhân chiếu xuống đây, nồng độ A. Trên đây sẽ là nồng độ C, mũ C. Đấy, chờ, đây chính là cái tỷ số giữa hằng số, giữa là cái hằng số tốc độ thuận ha bằng nghịch. Trong cái phản ứng thuận nghịch ấy, thì hằng số cân bằng KC là một đại lượng có ý nghĩa quan trọng. Nó cho biết được cái mức độ xảy ra phản ứng đó, cho biết được cái mức độ xảy ra phản ứng nó nhanh hay nó chậm. Chúng ta biểu diễn bằng KC này. Cho cái cân bằng hóa học sau, viết cái công thức hằng số cân bằng KC. Ở đây các em để ý quan sát là đều là chất khí hết nha. Thì chúng ta sẽ viết là KC bằng, ở đây là nồng độ SO3 là sản phẩm này trước nha, với số mũ là mũ 2. Ở đây đều là hai chất khí luôn, và nồng độ của SO2 mũ 2 nhân cho nồng độ oxy mũ 1, hỏi viết cũng được. Đấy, chúng ta đi qua số 3 là sự dịch chuyển cân bằng hóa học. Khi mà trạng thái cân bằng được thiết lập rồi, chúng ta muốn nó đi theo phản ứng thuận hay là đi theo phản ứng nghịch, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái sự dịch chuyển cân bằng bằng những cái tác nhân bên ngoài như nhiệt độ, áp suất và nồng độ để chúng ta dịch chuyển cái cân bằng hóa học. Thì đầu tiên các em quan sát ở thí nghiệm 1, nghiên cứu sự dịch chuyển cân bằng của phản ứng NO2 cho N2O4 không màu, NO2 là màu nâu đỏ. Dụng cụ là bình cầu và cốc thủy tinh. Hóa chất là ba cái bình khí NO2 có màu giống nhau nha, hóa chất này. Nước nóng ba cái bình chứa khí, coi như ban đầu là nồng độ này nó sẽ cho sẵn rồi, còn nồng độ cái thằng này coi như bằng không. Nước nóng là khoảng từ 60 đến 80 độ C và nước lạnh là nước đá. Chắc là chúng ta phải có ba cái bình, một cái bình là ở để bình thường, một cái bình chúng ta mà cho vào nước nóng, ngâm vào nước nóng, mà một bình chúng ta cho vào nước đá, nước lạnh, để chúng ta kiểm tra sự dịch chuyển cân bằng nó theo chiều nào. Tiến hành thí nghiệm này, để đối chứng này. Để đối chứng, bình 2 chúng ta ngâm vào nước đá, bình 3 ngâm vào nước nóng, còn bình 1 là chúng ta để so sánh đối chứng. Thì khi chúng ta ngâm vào nước đá, ở đây mình không có thí nghiệm gì cả, ngâm vào nước đá, còn bình 2 thì ngâm vào nước nóng. Ở đây sách này nó không có viết ra những cái thí nghiệm như sách kết nối tri thức, các em có thể tham khảo thêm rất là chi tiết ở cuốn sách đó. Thì ở đây là chúng ta thấy rằng bình 1 mà chúng ta ngâm vào trong nước đá, bình 2 mà ngâm vào nước nóng, thì nó hỏi là hiện tượng xảy ra ở thí nghiệm 1, từ đó cho biết dịch chuyển cân bằng trong bình 2, của phản ứng trong bình 2 và bình 3, nghĩa là nó đi theo chiều nào á. Rõ ràng á, là chúng ta không thực hiện thí nghiệm thì chúng ta cũng phải biết được cái phản ứng này tỏ nhiệt hay thu nhiệt. Còn bây giờ mình chưa biết nó tỏ nhiệt hay thu nhiệt, thì bây giờ mình sẽ quan sát thí nghiệm. Thì
bình 1 này, hãy chữ bình 1 đi. Bình 1 này, bình 1 là đối chứng nha, bình 2 vào nước nóng là từ 60 đến 80 độ C. Còn cái bình 3 là cái bình là nước lạnh là khoảng 0 độ C đi. Đấy. Thì bây giờ còn cái này là màu đầu tiên là nó là màu nâu đỏ nha. Màu nâu đỏ đúng không? Bình NO2 nó có màu giống nhau. Ba cái bình này có màu giống nhau rồi. Ban đầu nó giống nhau về cái màu sắc là nâu đỏ rồi. Nhưng mà khi mà chúng ta cho vào cái nước nóng á thì cái màu nó sẽ đậm hơn. Màu nó sẽ đậm hơn. Nó đậm hơn. Còn cái màu cái bình số 3 nó sẽ nhạt lại, nó nhạt hơn. Có nghĩa là nó nhạt hơn cái bình này. Còn bình 2 á nó sẽ đậm hơn cái bình này. Nha. Tại vì thí nghiệm được rút ra từ quá trình thực hành. Ở đây mình không có thực hành thì tạm thời các em có hiểu như vậy nha. Nó đậm hơn cái màu của cốc đối chứng. Còn này nó nhạt hơn cái màu của cốc đối chứng. Từ đó các em sẽ đưa ra kết luận là chiều cân bằng phải ứng trong bình 2 và bình 3. Thì cái chiều trong bình số 2 á đậm hơn á là nó đi theo chiều là tạo NO2. Nó là chiều này nè, chiều NO tạo NO2 này các em. Nha, là gọi là chiều nghịch. Chưa? Còn đối với bình 3 á thì nó nhạt đi, nghĩa là nó tạo thành khí không màu. Do đó cái màu nó sẽ nhạt dần. Vậy là khi mà chúng ta hạ nhiệt độ xuống á thì nó đi theo chiều thuận. Còn tăng nhiệt độ lên nó đi theo chiều nghịch. Vì thế cái màu ở bình 2 nó đậm. Còn màu ở bình 3 là mình hạ nhiệt độ thì nó đi theo chiều thuận. Đúng không? Đó, nên cái phản ứng này mình cũng có thể biết nó là một phản ứng có delta H âm. Thông thường thì cái phản ứng này delta H âm là các em sẽ đi làm bài thi thì người ta sẽ cho sẵn cho mình. Chứ không có, nhiều lúc mình không có nhớ được phản ứng nó là tỏ nhiệt hay thu nhiệt đâu các em. Cứ yên tâm ha. Tiếp tục là ở thí nghiệm 2 là nghiên cứu về sự dịch chuyển cân bằng của phản ứng thủy phân sodium acetate, natri acetate. Đó là một cái chất tan trong dịch cho vào nước thì xảy ra cho ra acid acetic và natri hydroxide. Dụng cụ là một cái bình tam giác cốc thủy tinh 100ml, đũ thủy tinh, đèn cồn, lưới và kiềng đun. Hóa chất là gồm có cái này màu rắn và một cái dung dịch phenolphthalein này là một dung dịch không màu. Và nó dùng để nhận biết kiềm. Nó sẽ là gì các em? Nó chuyển thành màu hồng. À. Nha, màu hồng. Còn đối với axit thì nó không có đổi màu. Có nghĩa là phenolphthalein này chỉ dùng để nhận biết cái dung dịch kiềm thôi. À. Thì nó sẽ dung dịch này sẽ bị hóa thành màu hồng. À. Để mình biết được cái môi trường nó kiềm hay là axit thì mình chỉ cần nhỏ một vài giọt dung dịch phenolphthalein vào dung dịch đó thôi. Nếu cái dung dịch đó hóa thành màu hồng á là biết ngay nó là dung dịch kiềm. Ý là như vậy ha. Thì mình tiến hành thí nghiệm ở đây là người ta dùng khoảng 110g sodium acetate này vào 50ml nước cất cốc thủy tinh, và cốc thủy tinh có dung tích như đây. Sau đó dùng đũa khuấy đều, nhỏ vài giọt phenolphthalein vào lắc đều, chia dung dịch vào thành hai bình tam giác. Nha. Một cái bình 1 chúng ta đun nhẹ bình 1 trong vài phút. Bình 2 là để nguyên để so sánh. Bình 1 mình đun nhẹ thì nó sẽ chuyển thành cái màu sắc của nó. Là cái màu nó sẽ là gì các em thấy nó sẽ có màu hồng lên. Em hình dung không? Nghĩa là khi mà chúng ta tăng nhiệt độ lên á thì lúc này á cái kiềm nó sinh ra nhiều hơn. Có nghĩa là nó đi theo cái chiều là cái chiều tạo ra kiềm. Em hình dung không? Cái chiều tạo ra kiềm, vì thế mình cho vài giọt cái phenolphthalein vào là nó hóa hồng ngay, là do kiềm được tạo thành, nghĩa là nó xảy theo chiều thuận. Được chưa nào? Đó. Vậy là nhận xét hiện tượng xảy ra ở thí nghiệm 2 là khi đun nóng thì cái bình 1 nó sẽ bị gì? Hóa hồng. À. Các em có thể quan sát cái màu trong sách đó, nó sẽ có màu hồng đúng không? Hồng và đỏ. Khi đun nóng, cái phản ứng trong bình 1
dịch chuyển theo chiều thuận ha. Chiều thuận là cái chiều tạo thành NaOH á. Chiều tạo ra NaOH. Vậy là sự dịch chuyển cân bằng hóa học là sự dịch chuyển từ trạng thái cân bằng này sang trạng thái cân bằng khác do những tác nhân bên ngoài. Thì đây chính là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến cái dịch chuyển cân bằng. Bây giờ chúng ta đi qua phần 4 là các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học. Các yếu tố ở đây là gồm có thứ nhất là nồng độ, áp suất và nhiệt độ. Chúng được gọi là các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học. Còn đối với chất xúc tác á, là cái chất đưa vào để khơi màu, để tăng tốc độ phản ứng thôi, chứ nó không có ảnh hưởng đến sự dịch chuyển cân bằng. Nghĩa là tốc độ phản ứng thuận vẫn bằng tốc độ phản ứng nghịch. Chất xúc tác nó không phải là yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học. Thì theo nguyên lý Châtelier thì các em thấy rằng một cái phản ứng thuận nghịch nó đang ở trạng thái cân bằng rồi đó. Thì khi chịu một cái tác động bên ngoài á, như biến đổi về nồng độ, áp suất và nhiệt độ, thì nó sẽ cân bằng, nó sẽ dịch chuyển theo chiều làm giảm cái tác động bên ngoài đó. Hiểu không? Ví dụ áp suất tăng thì nó xảy ra theo chiều giảm áp suất. Nhiệt độ tăng thì nó sẽ xảy ra theo chiều giảm nhiệt độ. Nồng độ tăng thì nó xảy ra theo chiều giảm nồng độ và ngược lại. Đó chính là cái nguyên lý của Le Chatelier nha, các em chú ý nha. Ở đây các em thấy rằng cái phản ứng NO2 và N2O4 là một phản ứng thuận nghịch và xảy ra với âm tỏ. Nhớ là âm tỏ thì đã học rồi, đúng lớp 10 rồi, âm tỏ. Đây là delta H. Đây là biến thiên enthalpy của phản ứng ở điều kiện chuẩn. Đúng với nhiệt độ là 298 độ K đó. Đây là phản ứng tỏ nhiệt. Khi mà hỗn hợp khí ở trên đang ở trạng thái cân bằng, nếu chúng ta đun nóng, nghĩa là tăng nhiệt độ lên đó. Đun nóng hỗn hợp khí bằng cách là chúng ta ngâm trong bình nước nóng, thì lúc này màu nâu đỏ của hỗn hợp này đậm lên. Ngâm vào nước nóng thì đậm lên, nghĩa là nó sẽ đi theo chiều tạo thành NO2. Đun nóng lên thì đi theo chiều tạo thành NO2. Đúng không? Đó, thì nó mới đậm lên được. Đúng không? Còn nếu làm lạnh bằng cách ngâm bình trong nước đá đó, thì nó bị nhạt đi. Lúc này nó sẽ đi theo chiều tạo thành N2O. Nhạt đi là đi theo chiều thuận. Còn đậm lên đó, nó đi theo chiều là chiều nghịch. Đấy. Em chú ý cho đó. Vậy là các em nhớ một cái thuật ngữ như thế này: khi tăng nhiệt độ cân bằng dịch chuyển theo chiều thu nhiệt, là tăng thu. Cụm từ này chút nữa thầy có hai cái mẹo. Một là cái mẹo là tăng thu, các em nhớ là tăng thì đi theo chiều phản ứng thu nhiệt, tăng thu nhập, đúng không? Còn giảm nhiệt độ, giảm thì tỏ, tăng thu giảm tỏ. Em nhớ hai cái này cho thầy nha. Là một cái cách để chúng ta biết được cái chiều phản ứng khi mà chúng ta thay đổi nhiệt độ. Tăng thu giảm tỏ. Vậy là ở đây chúng ta thấy rằng đây là tăng nhiệt độ thì đi theo chiều thu nhiệt, nghĩa là chiều nghịch. Tại vì chiều thuận là chiều tỏ. Các em lưu ý đây là phản ứng tỏ nhiệt. Thì chiều thuận là chiều tỏ. Nha, chiều tỏ là chiều thuận. Còn phản ứng mà thu nhiệt đi. Thu nhiệt á thì cái chiều thuận á là chính là chiều thu nhiệt. Tại đây là phản ứng tỏ nhiệt mà, thì chiều thuận phải là chiều tỏ nhiệt. Chưa? Chiều thuận, thầy ghi đây luôn nha. Chiều thuận là chiều tỏ nhiệt. Do đó khi mà tăng nhiệt độ á, thì phải đi theo chiều thu nhiệt liền, đi theo chiều nghịch. Hình như không? Đây là chiều tỏ nhiệt là chiều thuận. Tăng nhiệt độ là tăng thu. Tăng thu nghĩa là đi theo chiều thu nhiệt. Chưa? Là phải là đi theo chiều làm giảm nhiệt độ. Ha? Chính là chiều thu nhiệt. Đó là theo cái nguyên lý đó. Còn nếu giảm nhiệt độ thì nó đi theo chiều gì các em? Thì chiều tỏ nhiệt nghĩa là chiều thuận. Giảm
Trong trường hợp này thì đi theo chiều tỏ nhiệt là chiều thuận. Được chưa? Cho biết chiều nào của phản ứng 1 là chiều thu nhiệt, chiều nào là chiều tỏ nhiệt, như thầy đã nói rồi. Chiều nghịch. Phản ứng 1 này. Chiều nào của phản ứng 1 là chiều thu nhiệt thì chắc chắn là chiều này là chiều gì các em? Chiều thu nhiệt là chiều chiều nghịch. Còn chiều nào là chiều tỏ nhiệt? Chính là chiều thuận. Đó, chiều thuận là tỏ nhiệt, còn chiều nghịch là thu nhiệt. Từ hiện tượng ở thí nghiệm 1 cho biết khi làm lạnh cái bình 2 á và làm nóng cái bình 3 thì cân bằng trong mỗi bình sẽ dịch chuyển theo chiều tỏ hay thu nhiệt. Bây giờ mình làm lạnh bình 2. Đúng không? Làm lạnh bình 2 là hạ nhiệt độ xuống. À, làm lạnh, làm nóng bình 3. Làm lạnh bình 2 và làm nóng bình 3 thì cân bằng dịch chuyển theo chiều nào? Chiều tỏ hay thu nhiệt? Đầu tiên á, là chúng ta sẽ câu 11 nha. Là làm lạnh, làm lạnh bình 2 thì lúc này nó đi theo chiều nào các em? Làm lạnh là mình hạ nhiệt độ, đúng không? Làm lạnh là hạ nhiệt độ, là đi theo chiều tỏ nhiệt, đúng không? Hạ nhiệt độ thì phải đi theo chiều tỏ nhiệt, là cái chiều thuận ha. Đi theo chiều tỏ nhiệt hay thu nhiệt? Đi theo chiều tỏ nhiệt. Làm lạnh bình 2 thì phản ứng theo chiều tỏ nhiệt. Còn làm nóng là tăng thu, giảm thì tỏ. Đây, giảm nhiệt độ là giảm tỏ, là đi theo chiều tỏ nhiệt, giảm tỏ. Còn tăng thu là tăng nhiệt độ lên, là chúng ta sẽ làm nóng bình 3. Làm nóng bình 3 thì phản ứng sẽ theo chiều thu nhiệt. Chưa? Tăng thu, tăng nhiệt độ lên đó thì thu nhiệt, chính là cái chiều nghịch. Được chưa? Đó là đi theo chiều nghịch. Người ta sản xuất vôi, vôi sống á, bằng phản ứng nhiệt phân calcium carbonate theo cái phương trình nhiệt hóa học sau. Thì cái phản ứng này là phản ứng có delta H lớn hơn 0, này là phản ứng thu này. Khi tăng nhiệt độ thì tăng thu là đi theo chiều thu nhiệt, là chiều tạo thành sản phẩm luôn. Vậy để nâng cao hiệu suất để sản xuất vôi này á, chúng ta phải tăng hiệu suất này để phải đi theo chiều thuận nha. Điều chỉnh cái nhiệt độ thế nào là chúng ta phải tăng thu. Đây là phản ứng thu nhiệt rồi thì tăng thu nha. Thu nhiệt thì cái phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt nha. Phản ứng thuận là thu nhiệt, phản ứng thuận nha. Delta H lớn không thì phản ứng thuận là thu nhiệt, thuận là chiều thuận. Phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt á. Phản thuận là theo chiều thu nhiệt, đúng không? Tại vì thu nhiệt mà mình cứ tăng nhiệt độ lên thì nó sẽ đi theo chiều là tạo thành sản phẩm. Tại phản ứng này là phản ứng phải cần phải cung cấp năng lượng với dạng nhiệt. Các em cứ cung cấp năng lượng nhiệt vào thì phản ứng nó đi theo chiều là hạ nhiệt độ xuống, nghĩa là nó phải đi theo chiều là cho ra sản phẩm. Là chiều này là chiều thuận, tăng thu nha. Vậy là chúng ta phải tăng nhiệt độ thôi các em. Tăng nhiệt độ. Tăng nhiệt độ phản ứng. Chưa? Vì đây là phản ứng thu nhiệt, nên khi chúng ta tăng nhiệt độ thì phản ứng sẽ đi theo chiều chiều thuận ha. Khi tăng nhiệt độ thì phản ứng theo chiều thu nhiệt. Phản ứng theo chiều thu nhiệt. Tức là chiều thuận á.
Đây này, khi tăng nhiệt độ này, cân bằng nghịch chuyển theo chiều hiệu ứng thu nhiệt, nghĩa là chiều làm giảm tác động của việc tăng nhiệt độ là chiều để tạo thành sản phẩm. Tức là chiều làm giảm nhiệt độ của việc tăng, tức là tạo thành sản phẩm CaO đấy. Rồi, vậy là khi chúng ta hạ nhiệt độ thì sao? Vậy là khi chúng ta hạ nhiệt độ thì nó sẽ đi theo chiều ngược lại, chính là chiều tỏa nhiệt. Nhớ là chiều ngược lại là chiều thế này, là chiều tỏa nhiệt lại, đúng không? Đó. Vậy là khi chúng ta hạ nhiệt độ thì nó sẽ đi là theo chiều tỏa, đúng không? Giảm tỏa đi theo chiều ngược lại. Chưa? Thứ hai là cái mẹo ở đây là nó rất là hay chỗ này nè, các em có thể nhớ từ tăng thu giảm tỏa, hoặc các em dùng cái mẹo, các em có thể xem cái video ở trong phần mô tả của thầy đó, nó có một cái mẹo để chúng ta biết được các yếu tố ảnh hưởng như là nhiệt độ áp suất vào cái cân bằng hóa học đó các em. Thầy đã làm lâu rồi, các em tham khảo cái đó để các em dùng cái mẹo này nha. Nghĩa là trong một cái phản ứng, các em nhớ cho thầy tăng nhiệt độ tăng đi, thì đây là chiều thuận này. Nếu mà cái phản ứng đó mà các em đã biết được đó là phản ứng delta H, nó lớn hơn không rồi đó, thì các em thấy cái mũi tên dấu lớn này không? Nó đúng với mũi tên của cái phản ứng thuận luôn. Nghĩa là khi tăng nhiệt độ thì nó đi theo cái chiều là chiều thuận. Tăng nhiệt độ thì theo chiều thuận. Chưa? Chiều thuận là cái chiều thu nhiệt. Còn khi chúng ta hạ nhiệt độ thì nó đi theo chiều ngược lại. Chưa? Hạ nhiệt độ thì đi theo chiều ngược lại. Nhớ là chúng ta chỉ cần nhớ tăng nhiệt độ thôi, là cái mũi tên đối với trường hợp delta H lớn hơn không thì đi theo chiều mũi tên luôn, nó cùng giống dấu lớn luôn này. Còn hạ nhiệt độ thì ngược lại. Thì như vậy. Chưa? Trường hợp thứ hai, đây là trường hợp 1. Trường hợp 2. Nếu chúng ta nhiệt độ giảm, nhiệt độ tăng luôn. Đối với phản ứng nào? Đối với phản ứng là gì? Delta H mà nhỏ hơn không, tăng nhiệt độ thì nó đi theo chiều của mũi tên này này. Đó. Chiều này nha, đây là phản ứng tỏ nhiệt, tăng nhiệt độ đi theo chiều thu nhiệt. Được chưa? Này, tăng nhiệt độ đi theo chiều mũi tên là chiều thu nhiệt, đây là phản ứng tỏ nhiệt, thì phản ứng chiều thuận là chiều tỏ nhiệt. Khi chúng ta tăng nhiệt độ lên thì nó phải đi theo chiều thu nhiệt, tăng thu mà, chiều thu nhiệt. Thấy mũi tên không? Vậy là cứ sau này các em cứ nhìn cái delta H lớn hơn không, tăng nhiệt độ đi theo chiều mũi tên này, chiều thuận này. Đây, đây thầy viết ra đây cho nó rõ luôn nha. Delta H này lớn hơn không này, tăng nhiệt độ đi theo chiều mũi tên luôn, nhiệt độ tăng. Đó. Chưa? Tăng nhiệt độ nha. Còn delta H này nhỏ hơn không này, tăng nhiệt độ này đi theo chiều mũi tên này. Chưa? Hai cái chỗ này nhớ nha. Còn để mà hiểu rõ hơn, kỹ hơn, chúng ta xem cái video dưới phần mô tả của thầy đó. Tiếp tục, chúng ta vào phần tìm hiểu ảnh hưởng của áp suất đến cân bằng. Thì cái hàng số cân bằng KC của cái trạng thái cân bằng phản ứng này thì chúng ta có thể viết ở đây. Thì bây giờ chúng ta có thể bằng cách là chúng ta đưa vào khí vào trong một cái bình, trong cái trong xi lanh có piston đó, nó giống như cái ống xi lanh vậy. Trong cái động cơ chúng ta có xi lanh là cái nòng đó, và cái piston bên trong nó cứ nạp nén như thế. Thì giống như là cái bơm kim tim của mình á. Không? Thì ở nhiệt độ thường á và không đổi, khi chúng ta đặt ở trạng thái cân bằng, nếu chúng ta tăng áp suất bằng cách chúng ta đẩy piston cho nén lại, hình dung không, đẩy piston nén lại, ví dụ như là cái xi lanh này, cái xi lanh nó cái buồng thế này, piston nó cũng như thế này, piston đó, đây là trục khủy nó nối với cái động cơ, nó xoay á, làm cho cái nén khí bên trong này. Được chưa? Khi chúng ta nén khí á, thì các phân tử khí nó sẽ gần nhau, vì thế áp suất nó sẽ tăng lên,
chúng ta nén khí lại thì áp suất sẽ tăng lên. Chúng ta dịch chuyển sang bên đây á, dẫn đến áp suất khí nó tăng lên. B tăng do các phân tử khí nó gần nhau hơn nên nó sẽ gây ra áp lực lên trên thành bình lớn hơn, áp suất sẽ tăng lên. À, tại vì lượng khí không đổi trong khi cái thể tích nó giảm thì áp suất phải tăng lên thôi. À, áp suất tăng lên thì lúc này á là cái dịch chuyển cân bằng nó sẽ dịch chuyển theo chiều nào thì chúng ta sẽ quan sát cái màu sắc ở đây này. À, ở đây do thầy in trắng đen nên mình không thấy rõ được nó. Chúng ta nén xuống này thì áp suất lúc này tăng lên, B tăng lên. Khi áp suất tăng lên á thì lúc này á nó sẽ đi theo chiều, cái màu sắc của nó sẽ bị nhạt dần. Các em nhìn vào cái hình này cái đậm không, phía này nó bị nhạt không, nghĩa là nó đi theo cái chiều làm tạo thành cái N2O, nó chiều tạo thành N2O. Nghĩa là các em thấy là cái môn này môn khí, bên này hai môn khí, bên này có một môn khí thôi. Vậy là cái môn khí bên này tăng, khi mình tăng áp suất thì lúc này á nó sẽ đi theo chiều giảm môn khí, nghĩa là đi theo chiều qua bên này. Áp suất tăng là do cái số môn khí á, nó sẽ là nó lớn hơn, không? Nồng độ khí á, nó sẽ tăng lên, tại vì nồng độ là số môn trên một thể tích, do đó là nó sẽ đi theo chiều tạo thành cái này. Nha. Vậy là cách để chúng ta biết được nó thuận hay nghịch khi mà chúng ta thay đổi áp suất á, là khi chúng ta tăng áp suất thì nó đi theo chiều làm giảm môn khí là chiều này, còn khi mà chúng ta tăng áp suất lên, khi chúng ta giảm áp suất thì nó đi theo chiều ngược lại. Chưa? Vậy là khi tăng áp suất nó đi theo chiều gì các em? Chiều thuận. Chiều thuận là chiều tạo thành N2O4. Nha. Vậy là khi chúng ta đẩy hoặc kéo piston thì số môn khí của hệ 2 thay đổi như thế nào? À, số môn khí của hệ 2 này các em. Của hệ đây nè. Khi chúng ta đẩy piston á, nén lại đó. Đúng không? Thì lúc này á phản ứng nó sẽ xảy ra theo cái chiều là gì các em? Chiều giảm số môn khí. Thấy không? Hiểu không? Chiều giảm số môn khí, tại vì á khi chúng ta nén piston xuống, đẩy piston xuống thì lúc này áp suất tăng lên, là nó xảy ra theo chiều làm giảm số môn khí, nghĩa là đi chiều thành chiều từ 2 sang 1 này, là lúc này nó đi theo cái chiều thuận là giảm số môn khí, vì thế cái màu nó bị nhạt đi, hiểu không? À, vậy là khi chúng ta đẩy á là chiều giảm môn khí, giảm môn khí của hệ giảm môn khí thì nghĩa là nó đi theo chiều thuận là chiều làm giảm số môn khí. Ở đây 2 mà ra sang 1. Còn nếu mà chúng ta mà kéo piston ra, đúng không? Kéo piston ra thì lúc này nó đi theo chiều là gì? Ngược lại, là chiều tăng số môn khí. Ok, kéo piston là làm tăng môn tăng à, thì chiều là tăng môn khí. Như là đi theo chiều nghịch là chiều tạo thành NO2 nên màu nó đậm lên, thấy chưa? Vậy là chúng ta biết ngay cái cách để chúng ta xác định được cái chiều của phản ứng thuận và phản ứng nghịch khi mà chúng ta thay đổi áp suất. Vậy là khi tăng áp suất, nghĩa là tăng áp suất rồi, cái số môn khí của hệ nó sẽ lúc này nó xảy ra theo chiều là giảm môn khí, nghĩa là theo chiều thuận. Còn khi mà chúng ta giảm áp suất thì nó sẽ đi theo chiều tăng môn khí, là đi theo chiều chiều nghịch, thấy chưa? Các em nhìn vào cái câu hỏi là phản ứng tổng hợp ammoniac ấy, là NH2 cộng H2 cho ra NH3. Vậy là khi chúng ta để thu được NH3 với hiệu suất cao thì nó phải đi theo chiều thuận, đúng nào? Thì cần phải điều chỉnh áp suất như thế nào? Cái phản ứng này nó có phụ thuộc vào nhiệt độ và áp suất luôn rồi. Thì các em chú ý nè, cái phản ứng tổng hợp ammoniac ấy, là một cái phản ứng mà nó tỏ nhiệt nha, tỏ nhiệt. Thì nhớ nó hình như âm 92 kJ trên mol đó, nó làm phản ứng tỏ nhiệt. Vậy là khi mà tăng nhiệt độ á, nó sẽ đi theo chiều này này, là chiều của mũi tên này, là chiều nghịch. Không, tăng nhiệt độ đi thì chiều nghịch. Thường là khi mà chúng ta tăng áp suất á, các em rõ ràng các em để ý này, thằng đi theo nghịch đúng không? Khi chúng ta giảm áp suất
giảm áp suất, thì ở đây là 4 mol khí này. Đây là 4 mol khí, ở đây 4 mol khí nha, này có 2 mol khí thôi. Vậy là khi chúng ta tăng áp suất á thì nó sẽ đi theo chiều gì các em? Tăng áp suất thì đi theo chiều là giảm số mol khí. Tăng áp suất thì đi theo chiều làm giảm mol khí. Tăng áp suất thì đi theo chiều giảm mol khí, nghĩa là đi theo chiều thuận không các em? Vậy là chúng ta tăng áp suất. Tăng B thì nó sẽ phản ứng theo chiều, thì phản ứng theo chiều giảm mol khí, nghĩa là chiều thuận các em. Đây này, có 2 mol khí à, này có 4 mol khí à, giảm mol xíu. Nhưng mà khi mà chúng ta tăng áp suất quá cao đó thì dẫn đến cái nhiệt độ của cái hệ phản ứng này nó sẽ bị tăng lên. Mà nhiệt độ tăng lên á thì lúc này phản ứng nó lại đi theo cái chiều tăng thu, nghĩa là đi theo cái chiều thu nhiệt, nghĩa là cái chiều chiều nghịch nha, tăng thu mà đi theo chiều nghịch, tại phản ứng tỏ nhiệt. Đây là phản ứng tỏ nhiệt, nó đi chiều thuận là cái chiều tỏ nhiệt, do đó là tăng thu, nghĩa là khi tăng nhiệt độ nó đi theo chiều này, em thấy không? Vậy là khi áp suất mà tăng quá cao thì nó lại đi theo chiều nghịch, tại vì quá cao thì dẫn đến nhiệt độ của hệ này sẽ nóng lên, cái phân tử nó sẽ gần, nó qua chạm hệ sẽ nóng lên. Trong một cái công nghệ sản xuất như vậy, cao như vậy, thì như khi mà chúng ta tăng áp suất quá cao thì nhiệt độ của hệ này sẽ tăng lên, vì thế nó sẽ đi theo chiều ngược lại, không là chiều thu nhiệt. Do đó là người ta điều chỉnh áp suất tăng lên, nhưng mà tăng lên hợp lý, tăng áp suất lên hợp lý, phải hợp lý mới được nha. Mà hợp lý nhất là khoảng từ 200 đến 330, áp suất hợp lý là từ 200 đến 330 thôi nha các em. Vậy các em cần lưu ý là khi mà hệ đang ở trạng thái cân bằng, nếu chúng ta tăng hoặc giảm áp suất của hệ, cân bằng sẽ dịch chuyển theo chiều làm giảm hoặc tăng áp suất của hệ. Khi mà hệ cân bằng á, thì tổng hệ số tỷ lượng của các chất khí ở hai vế phương trình hợp và bằng nhau. Hoặc mà trong hệ không có chất khí á, thì việc tăng và giảm áp suất không làm dịch chuyển cân bằng. Nghĩa là trong một cái phản ứng mà có toàn là chất khí, nhưng mà tổng số mol chất khí ở tham gia bằng tổng số mol chất khí ở sản phẩm, thì lúc này khi các em thay đổi áp suất thì không ảnh hưởng đến dịch chuyển cân bằng. Cũng như trong một phản ứng hóa học mà toàn là chất rắn ha. Tiếp theo là yếu tố ảnh hưởng của nồng độ đến cái cân bằng hóa học. Chúng ta xét một cái phản ứng carbon cộng CO2 cho ra CO với hàm số cân bằng KC bằng nồng độ CO2 bình phương chia cho nồng độ CO2. Ở đây là chất rắn nên trong công thức này chúng ta không có viết thêm nhân cho nồng độ carbon nha. Thì chất rắn thì không có tan trong nước để tạo thành dung dịch. Vậy khi chúng ta thổi thêm khí CO2 vào, nghĩa là chúng ta tăng cái nồng độ của CO2 dạng khí ở chất tham gia, thì cái phản ứng nó xảy ra theo chiều làm giảm nồng độ CO2, nghĩa là nó đi theo chiều thuận. Chiều làm giảm CO2 nghĩa là đi theo chiều thuận nha. Vậy là ở một nhiệt độ xác định, khi mà KC không đổi á, do lượng CO2 phải giảm bớt và lượng CO phải tăng lên, nghĩa là chúng ta nghĩa là CO2 nghĩa là CO2 phải phản ứng thêm với carbon để tạo ra CO, hay nói cách khác là cân bằng dịch chuyển từ trái sang phải theo chiều thuận, cho đến khi mà cái trạng thái cân bằng được thiết lập bằng một cái trạng thái mới. Hiện tượng sẽ xảy ra tương tự nếu chúng ta giảm nồng độ CO. Nếu chúng ta làm giảm nồng độ CO thì lúc này dịch chuyển cân bằng sẽ đi theo hướng là làm tăng CO, nghĩa là cũng đi theo chiều thuận. Tại vì nó lại đang giảm CO xuống thì cái phản ứng nó theo chiều làm tăng cái CO, nghĩa là đi theo chiều thuận. Còn nếu các em làm giảm cái lượng CO2 đi thì phản ứng nó sẽ xảy theo chiều là tăng CO2, nghĩa là nó đi theo chiều nghịch. Đấy, như vậy ha. Nếu trong hệ mà cân bằng có chất rắn thì việc thêm hoặc bớt cái lượng chất rắn hầu như không ảnh hưởng đến trạng thái cân bằng của hệ, nghĩa là cân bằng sẽ không dịch chuyển nha. Nếu trong hệ cân bằng có chất rắn. Các em lưu ý cái dòng này nha. Nếu trong hệ cân bằng mà có chất rắn thì việc thêm hoặc bớt cái lượng chất rắn hầu như không ảnh hưởng
đến trạng thái cân bằng của hệ, nghĩa là cân bằng sẽ không dịch chuyển. Cái ví dụ hình vẽ như sau. Ban đầu là nó ở trạng thái cân bằng như thế này. Nó làm có thanh nó thăng bằng thế này. Nếu chúng ta thêm vào đây chất tham gia, chúng ta thêm vào cái phí chất tham gia thì lúc này cái phí bên này nó sẽ cao hơn. Đúng không? Thì lúc này á là cân bằng nó sẽ dịch chuyển theo cái hòn bi ở lăng này. Nó sẽ đi theo cái chiều mà làm giảm, đi theo chiều làm giảm cái nồng độ của chất tham gia. Do đó đi theo cái chiều thuận. Còn nếu mà chúng ta tăng, chúng ta mà tăng cái gì? Tăng cái sản phẩm, tăng cái nồng độ sản phẩm. Tăng nồng độ sản phẩm thì phản ứng nó theo chiều làm giảm nồng độ sản phẩm, nghĩa là đi theo chiều ngược lại để làm giảm nồng độ sản phẩm. Đấy. Tương tự như vậy ha, chúng ta cứ giảm bên này thì nó sẽ chạy theo chiều làm tăng bên này. Còn chúng ta giảm bên này thì nó sẽ là theo chiều làm tăng bên này. Câu 13 là hãy cho biết cân bằng dịch chuyển theo chiều nào khi thêm cái lượng khí CO vào cái cân bằng này. Các em để ý CO này là chất khí. À, là khi chúng ta thêm nồng độ CO thì lúc này nồng độ nó thêm một lượng khí CO vào cân bằng này, đây là thêm vào cái lượng sản phẩm. Lúc này thêm vào thì hiển nhiên nó xảy ra theo phải chiều là làm giảm cái nồng độ thêm vào, nghĩa là nó đi theo chiều làm giảm, nghĩa là đi theo chiều ngược, là chiều nghịch ha. Đây là chiều nghịch, là chiều làm giảm cái nồng độ của CO. Giảm nồng độ của CO. Được. Chú ý là trong cái phản ứng hóa học á, cần có chất xúc tác á, thì chất xúc tác nó không làm thay đổi nồng độ các chất trong hệ cân bằng, và nó cũng không làm thay đổi cái hằng số cân bằng KC luôn, nên nó không làm dịch chuyển cân bằng khi chúng ta thêm xúc tác. Chất xúc tác có tác dụng làm tăng tốc độ phản ứng thôi, thuận và tăng tốc độ phản ứng nghịch, nên làm cho hệ nhanh chóng đạt trạng thái cân bằng, chứ không ảnh hưởng đến dịch chuyển cân bằng. Các em chú ý nha, chất xúc tác không làm dịch chuyển cân bằng. Đấy. Chúng ta xếp một bài tập như sau. Trong các hang động đá vôi, thường xảy ra hiện tượng hình thành thạch nhũ, và sự xâm thực của nước mưa vào đá vôi theo phương trình sau. Đá vôi là canxi carbonat, nước mưa là gồm có nước và có CO2, thì nó xảy ra các phản ứng là tạo thành CaHCO3, được xem là một muối tan. Và cái CaHCO3 này theo nhiệt độ bị phân hủy, nó tạo thành thạch nhũ là CaCO3. Nó bị phân hủy. À, nó cho ra là CaCO3 cộng với CO2 cộng với nước. Đây là phản ứng nghịch lại tạo thành thạch nhũ, cũng như là các hóc đá hoặc là những cái mỏm đá sắc nhọn ở trong kem. Đó, chính là quá trình hình thành thạch nhũ rồi đó. Yeah. Còn cái quá trình này là sự xâm thực của nước mưa vào trong lòng đá gây ra phản ứng, và nó sẽ tan ra, nó tạo thành một cái muối tan, và cái muối này nó bị phân hủy, nó tạo thành thạch nhũ và các mỏm đá sắc nhọn bên trong cái hang động đó. Đấy, yeah. Đó là phản ứng như thế này. Đây, các em nhìn thạch nhũ đây. Đấy. Màu trắng đúng không? Đó là sự tan ra, sự phân hủy của canxi hydrocarbonate, nó cho ra thạch nhũ. Đó là những cái mỏm đá sắc nhọn ha. Cái phản ứng này là cái phản ứng là nước mưa xâm lấn bào mòn đá vôi ha. Nước mưa xâm thực bào mòn đá vôi, và cái này nó bị phân hủy này, phản ứng này phản ứng phân hủy, phân hủy của cái canxi hydrocarbonate này bị phân hủy, đây là phản ứng phân hủy tạo thành thạch nhũ, đây là phản ứng phân hủy tạo thành
Thạch nhũ. Thạch nhũ chính là những cái mỏm đá sắc nhọn ha. Câu 1. Hằng số cân bằng KC của một phản ứng thuận nghịch, nó phụ thuộc vào yếu tố nào? Chắc chắn là phụ thuộc vào nhiệt độ rồi các em ha. Nó phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của phản ứng đó. À, với một phản ứng hóa học nhất định ở một nhiệt độ nhất định thì KC luôn luôn là không đổi. Yếu tố nào sau đây luôn không làm dịch chuyển cân bằng của phản ứng? Thì các yếu tố ảnh hưởng đến dịch chuyển cân bằng đó là nhiệt độ, áp suất và nồng độ. Còn chất xúc tác nó không làm dịch chuyển cân bằng, nó chỉ tăng tốc độ phản ứng thuận và tăng tốc độ phản ứng nghịch thôi. À, để cái trạng thái cân bằng nhanh chóng được thiết lập thôi. À. Câu 3. Các em biết biểu thức tính cái hằng số cân bằng KC cho các phản ứng CaCO3 rắn cho ra CO rắn và CO2. Đầu tiên là số 1 là các em có KC nó bằng. Ở đây chất rắn là chúng ta coi như là không xuất hiện trong công thức nên các em được xem là 1. Ở đây CO chúng ta có nhân nồng độ CO2. Hệ số 1 thì các em không không cần lý thừa nữa. Chia cho đây là canxi carbonate là rắn nên mình biết là 1, nó không xuất hiện ha. Thì lúc này nó còn lại là nồng độ của CO2 thôi. Tiếp tục ở phản ứng số 2 các em thấy là nó có hai chất rắn, chỉ có một cái oxy là khí thôi, chúng ta có KC ở phản ứng số 2 bằng. Ở đây là rắn rồi, thì không có trong công thức thì nghĩa là nó là số 1. Trên cho cái này là số 1. Còn chỗ này chỉ là nồng độ oxy. Mũ 1 phần 2 thì viết thành 0,5 đi ha. Đấy, về tóm là chúng ta sẽ viết thành là nồng độ oxy mũ trừ 0,5. Tiếp tục phản ứng số 4 là chúng ta xét cái hệ cân bằng sau trong một bình kính. Đầu tiên là carbon cộng nước cho ra CO cộng hydro là một phản ứng có delta H lớn hơn không, là một phản ứng thu nhiệt. Các cân bằng trên dịch chuyển theo chiều nào khi thay đổi một trong các điều kiện sau? Thứ nhất là chúng ta tăng nhiệt độ. Đây là phản ứng thu nhiệt. Các em chú ý nha. Thu nhiệt này. Vậy khi chúng ta tăng nhiệt độ thì nó sẽ đi theo chiều thu nhiệt. Gọi là tăng thu. Cứ nhớ thuật ngữ là tăng thu nha. Giảm tỏa. Vậy là tăng thu nghĩa là đi theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ. Hoặc là các em hình dung là khi tăng nhiệt độ nó đi theo chiều mũi tên này. Chiều của mũi tên này, giống như mũi tên này. Chiều này chính là chiều chiều thuận nha. Phản ứng 1. Vậy là chúng ta sẽ tăng nhiệt độ. Khi tăng nhiệt độ thì phản ứng 1 sẽ đi theo chiều nghĩa là tăng nhiệt độ. Ở phản ứng số 1 á đi theo chiều thuận. Đi theo phản ứng theo chiều thuận. Chưa? Vì đây là một phản ứng thu nhiệt thì khi tăng nhiệt độ nó sẽ đi theo chiều thu nhiệt. Vì delta H lớn không là thu nhiệt. Còn ở phản ứng số 2 các em để ý đây là phản ứng tỏa nhiệt. Phản ứng tỏa nhiệt là nó âm. Vậy là khi tăng nhiệt độ nó đi theo chiều mũi tên ngược lại. Đây. Cho tỏa nhiệt thì nó đi theo chiều nghịch. Nha, tỏa nhiệt thì đi theo chiều nghịch. Tại vì tỏa nhiệt á, cái chiều thuận á là chiều tỏa nhiệt. Vì thế mà khi tăng nhiệt độ nó phải đi theo chiều thu nhiệt, nghĩa là đi theo chiều nghịch. Nha. Phản ứng theo chiều nghịch. Là chiều thu nhiệt. Tiếp theo, ý thứ hai là khi thêm lượng hơi nước vào hệ, khi chúng ta thêm lượng hơi nước vào hệ thì
Cả hai phản ứng này sẽ đi theo chiều làm giảm lượng hơi nước, nghĩa là đi theo chiều chịu thuận. Vậy chúng ta thấy là thêm lượng hơi nước. Thêm nước. Thì cả hai phản ứng này xảy ra theo chiều chịu thuận. Vì tăng cái nồng độ chất tham gia thì nó sẽ phản ứng theo chiều làm giảm nồng độ ha. Các em tự viết ra như thế ha. Vì mà tăng cái lượng chất tham gia thì nó phản ứng theo chiều làm giảm nồng độ chất tham gia. Vì thế mà sinh ra sản phẩm lên đi theo chiều thuận. Tiếp tục số 3. Thêm khí hydro vào hệ thì rõ ràng thêm khí hydro vào hệ là chúng ta tăng nồng độ sản phẩm. Vì thế phản ứng theo chiều làm giảm nồng độ. Vì thế nó đi theo chiều chiều ngược lại. Thêm hydro thì cả hai phản ứng xảy ra theo chiều chiều nghịch. Là chiều làm giảm nồng độ hydro. Tiếp tục phản ứng số 4. Các em tăng áp suất chung bằng cách nén cái thể tích. Vậy là khi chúng ta nén thể tích sẽ là giảm xuống. Các em viết ra đây có 1 mol khí, phía này là có 2 mol khí. Vậy khi chúng ta nén, chúng ta tăng áp suất thì lúc này thể tích khí sẽ, thể tích của cái hệ này sẽ giảm xuống. Do đó là cái nồng độ nó xảy ra theo chiều là giảm nồng độ của khí hay là giảm số mol của khí. Vậy là phản ứng nó xảy ra theo chiều làm giảm số mol. Ở đây có 2 mol, lớn hơn 1 mol. Vậy nó xảy ra cái theo chiều làm giảm số mol, nghĩa là chiều nghịch. Vậy là ở phản ứng 1 này, khi chúng ta tăng áp suất, thì ở phản ứng số 1 là theo chiều nghịch. Phản ứng theo chiều nghịch. Là chiều làm giảm số mol khí. Chiều làm giảm số mol khí của hệ. Nghĩa là đi theo chiều từ 2 mol sang 1 mol là chiều nghịch. Còn ở phản ứng B thì các em thấy rằng ở hai bên đều là 2 mol khí, bên này 2 mol khí. Do đó là nó sẽ không dịch chuyển cân bằng. Phản ứng không dịch chuyển cân bằng. Vì số mol khí ở tham gia thì viết tắt nhé, bằng tổng mol khí ở sản phẩm. Do đó dịch chuyển cân bằng, không có sự dịch chuyển cân bằng ở đây. Còn dùng chất xúc tác thì cả hai phản ứng này đều không có sự dịch chuyển cân bằng. Vì chất xúc tác nó không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng thuận và tốc độ phản ứng nghịch. Nó chỉ là một cái chất bổ trợ để cái trạng thái cân bằng diễn ra nhanh hơn. Vậy là trong trường hợp này, số 5 này là không có sự dịch chuyển cân bằng. Không có sự dịch chuyển cân bằng. Vì chất xúc tác không ảnh hưởng đến dịch chuyển cân bằng. Số 5. Cho cái phản ứng là COCl2 dạng khí, cho là CO và Cl2 là một phản ứng thuận nghịch có Kc bằng nhiêu đây, ở nhiệt độ là 900 Kelvin. Ở trạng thái cân bằng, nếu nồng độ CO và Cl2 lần lượt là nhiêu đây thì nồng độ CO Cl2 bằng bao nhiêu? Thì câu này các em chỉ cần áp dụng công thức thôi ha. Chúng ta có công thức là hằng số cân bằng Kc, thì mình sẽ có được nồng độ của CO. Đây nó đã cân bằng chưa nha, cân bằng rồi. Nhân cho nồng độ Cl2 chia cho, đều là khí hết nha các em, chia cho nồng độ CO Cl2 và kết quả của nó bằng 8,2 nhân 10 mũ trừ 2. Hằng số cân bằng nó không có đơn vị nha, không ghi đơn vị
Là bây giờ mình sẽ thay số vào. CO có rồi, CL2 cũng có rồi. Chúng ta thay vào tương đương là nồng độ, thì chia luôn nồng độ CO, CL2 sẽ bằng, lấy cái này chia cái này đúng không? Bằng nồng độ CO chia cho 8,2 nhân 10 mũ trừ 2. Nồng độ CO đề bài cho là 0,15 mol. Nhân cho 0,15 mol. Hai cái này đều bằng nhau. Chia 8,2 nhân 10 mũ trừ 2. Bằng 0,5 bình phương chia cho 0,27, sắp xỉ 0,27 à, mở lớn. Đấy. Ở video tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải phần bài tập trong sách bài tập. Cảm ơn các em theo dõi video này nhé. Thân mến chào các em.